con. Dạ. Có ba nhà không má? Ba con đi không chùa. Má à, đi coi hát không má? Thôi, con muốn đi sao? Không, thì con hỏi má có đi không mà. Thì con không biết có khi nào má sẽ tới cái chỗ đông người hay không. Thôi con đi đi. Ba con có bệnh, đi đi con. Không có, con nói má nghe. Tối nay nè, hát đình hay lắm. Mà nhà con thì mệt không đi coi hát được đó. Nên nhà con mới bảo con đi cúng tiền cho làng. Mà thổi nay con đâu có biết cúng tiền cho làng bao giờ đâu. Rồi tới đó rồi con mới gặp ai rồi con biết mới làm sao. Thì có ba con cái bệnh đi đi. Thôi má ơi, con nói má nghe, con má đi con yên bụng hơn mà. Má có đi bao giờ không? Sao? Con thấy là má có đi bao giờ không? Thôi má đi với con nha má. Rồi, về biểu sẵn nó đi đi. Thôi mà má, má đi với con đi. Má ngồi má coi hát đừng cái con đi. Dạ, dạ thưa bà. Dạ, có người tìm bà. Ai kìa? Dạ, một người thanh niên. Vậy à? Dạ. Chắc là mấy người ta điền ở xa đó má. Chắc vậy rồi à, cứ cho tao vô đi. Dạ má, má đi nha má. Má đi với con đi mà. Con đi mình buồn quá má ơi. Con sợ phải đi. Thế à? Má đi với con nha má. Không nha có má. Đi con không có được. Ủa? Anh Luân đi mà. Bữa nay em không có đi câu sao? Dạ, bữa nay tôi mắc công việc cho nên không có đi câu. Mà vậy hả? Dạ. Bữa nào anh câu có cá lớn đó, nhớ đem lại tôi mua cho nghe. Dạ. Con không biết chú em này nữa sao? Dạ, bẩm bà. Hằng ngày tôi đi câu cá thường đem cá lớn cho cô mua nên cô biết tôi đó. Vậy à? Dạ. Cứ vậy chú em cũng ở lâu sớm đi chứ gì phải không? Dạ. Nè, con của bác Hương Lão ở Túc Trên đó má. Ủa? Vậy sao? Trời ơi, con của bác Hương Lão đây ạ. À? Dạ. Vậy mà tôi không biết chứ. Cũng là bà con lối xóm nhau thiệt là tệ, tôi thiệt tệ vô cùng. Chú em ơi, tôi ít có đi đâu lắm chú em à. Thành ra tôi không biết mặt được. Chú em đừng phiền nha. Dạ. À, ông bà Hương Lão mình giỏi chứ. Dạ, bẩm bà. Bà không biết tôi thì cũng phải. Vì ba tôi nghèo khổ quá thì đâu có chuyện gì dám mời thỉnh tới ông bà. Còn thân phận của tôi thì hèn hạ cho nên tôi đâu có dám lui tới chỗ này. Chứ còn ông già tôi hồi trước cũng là tá điền cho ông đây đó. Ủa? Vậy à? Dạ. Nói vậy ông già của chú em hồi trước cũng là tá điền của nhà tôi đây sao? Dạ. Vậy mà... Trời ơi! Tôi sao? Già rồi nó vô duyên nghiệp cái kỳ quá trời. Lối xóm không mà không biết được. Có phải là người ta nói mình là không phải hay không? À, chú em ơi, chú em đừng phiền nhé. Mà giàu nghèo làm gì chú em? Ở đời người ta cần cái sự phải chứ giàu nghèo mà làm gì? Chú em không biết tôi à. Chứ còn cái xóm này này, nhiều người nghèo hơn chú em. Mà tôi cũng nuôi tới chơi với ta những thường nè. Chú em ngồi chơi. Có chuyện gì không? Dạ. Ông dạ cái này. Dạ bẩm bà, có ông ở nhà không bà? Ở nhà tôi hả? Nhà tôi đi lần Lâm Đình chưa ra mới về. Chú em muốn nói gì nói với tôi thì rồi chờ tôi về tôi nói lại cũng được. Dạ dạ tôi dạ. Tôi nói chuyện cho em nghe kịp không? Dạ. Tiếng tâm thì nói không ra. Dạ. Thấy không? Vậy mà nó còn rủ tôi đi coi hát đó. Ngồi chơi uống nước đi chú em. Dạ được. Dạ bẩm bà, tôi hỏi thăm cho biết. Nếu không có ông ở nhà thì bà cứ bình tĩnh mà xem bức thơ này cho kỹ. Vậy chú em? Dạ đây. Ba tôi bảo đem trao tận tay bà và nói rằng ba tôi là một thằng tù dốt nhục. Ba tôi không thể duy trì ở đây lâu hơn được. Sau khi bà xem xong ý định của bà như thế nào, bà trả lời điều cho ba tôi được biết. Và bà nên nhớ rằng ba tôi là một thằng tù dốt nhục thì không có một cái chuyện gì mà ba tôi không dám làm. Chào bà, chào cô. Lỡ cái anh này sao kỳ cục vậy cả. Mỗi lần anh thật thà lắm mà sao bây giờ anh diễn kỳ quá má. À má cũng bị thơ đó. Má mắt coi liền bây giờ ha. Má đợi ba về má coi. Đưa đi con coi cho má. Dạ. Dạ. Bà hội đồng, tôi là Võ Minh Thành. Bà hội đồng, tôi là Võ Minh Thành. Từ con non dược vụ về đây và xưa nay đã tìm giữa đứa con trai của bà bỏ rơi trong 19 năm nay. Tên nó là Võ Minh Luân, chính là cái thèm đem nó lại cho bà.
đi mong. Trong lúc gầy ốm thế này, khổ sở thế này, bây giờ nay bà đành không rơi hoài tới ngõ. Vậy bây giờ tôi kỳ quyết cho bà phải có 2.000 đồng bạc trong 3 ngày, đem đủ thôi cho tôi, để tôi lo liệu cho con trai của bà có thể học hành hoặc sinh cơ lập nghiệp. Rồi tôi sẽ trông đi một nơi biệt tích để cho bà an hưởng cái cảnh giàu sang. Hẳn đến 3 ngày, tôi không có thể ở đây chờ bà được. Nếu bà trễ hẹn, bà phải tin rằng một thằng tù gần trung thân như tôi thì việc gì tôi cũng có thể liều được. Vì cái cơn gì? Cái cơn mưu vô quan của tôi trước kia chính là người yêu của bà ngày nay đứng chủ trương để chiếm đoạt cái đứa sắc đẹp của bà. Tôi hiểu cả rồi, bà sẽ nó sắp trả lời lập tức. Gió Vân Thành, trời ơi, ai mà ngang ngược quá vậy má, dám với một bức thơ lời lẽ như thế này, ai vậy má? Má biết ai không má? Má có thể được vậy sao? Cái thơ này của ai vậy má? Má, bức thơ này của ai đó má? Má nói cho con nghe đi má. Má, thơ này của ai mất? Nếu ngoài trừ chồng của mẹ thì không còn ai viết nữa. Nó nói gì lạ vậy? Chồng của má là ba của con. Nó nói gì mà con không hiểu gì hết hả? Làm sao con hiểu được? Kim ơn con ơi, gần 20 năm má nói cho con nghe để con chia sẻ với má chứ nè má.
ở với ba con thì. Mơ đây là gái của chồng con nè. Dạ, dạ má của chồng con biết. Ba má kết nối với nhau, nhưng mà chồng trước của má là ai vậy má? Chồng má. Dạ. Chồng má. Chồng má là Võ Minh Thành, là được tù dược rồi. Trời ơi, mà tại sao lại bị bắt vậy má? Con ơi, khổ lắm con. Một buổi sáng mai, thần linh quân lịch sang tôi xét nhà, bắt được nhiều giấy tờ quan hệ và một cây súng, cho nên chàng mới bị bắt. Má, mà bị bắt như vậy quá hay ứng vậy má? Quan lắm con nha. Má biết chàng là một người sẵn sàng làm ăn, mà ở trong nhà không có thấy cái chuyện gì mà đáng nghi ngờ cho được. Cho nên má nghĩ quyết cái chuyện này, chắc có người nào chủ tâm ám hại. Cho nên má mới hết sức kêu này. Trong lúc bây giờ ba của con là chủ điện, hứa sẽ hết lòng che chở, ba con mới dắt má đi chỗ này chỗ khác tìm kiếm ngân trạng sư bào chữa. Nhưng con rốt cuộc rồi chàng cũng bị 20 năm khổ sai, đại ra ngoài cung đạo. Mà làm thế nào má về ở được với ba của con? Rồi lúc đó má để anh Luân ở đâu vậy má? Thằng Luân. Dạ. Sao má? Sao má? Má có biết cái gì đâu con. Vì trong lúc mà sinh nó ra mới đau nhiều quá đi. Một ngày mà ngất đi không biết mấy lượt, ba của con mới nói với má là để ba con bằng em đi mừng du nuôi. Con ơi, chắc 5 ngày sau ba con trở về nói rằng nó bị bệnh kinh mà nó chết rồi. Trời ơi. Không về, nó còn sống cho tới ngày nay. Bây giờ cha của nó về đây nghi quyết rằng cái chuyện trước nó chính là cha của con chủ tâm ám hại ba của con. Phải rồi. Chứ lên chàng bảo quyết mà đây phải chạy cho có 2.000 đồng bạc trong 3 ngày. 2.000. Con cũng biết cái cảnh của má ở với ba con, thì chẳng cách cái người làm mương mà ăn con. Nhưng con bây giờ nhưng chạy không có số tiền 2.000 thì nó xảy ra nhiều điều tồi tàn ghê gớm hơn nữa. Con nó rất khổ tâm. Mẹ đây lắm con ơi. Mẹ nghĩ suy nó hết cái phương rồi. Nếu dâu ba con thì là câu chuyện mới ăn bằng. Để lộ ra ắt đi có hại thêm. Ngày bây giờ đây cây số bạc tiền thì là mẹ với con đều chẳng có tiền.
nếu mà bây giờ chú mẹ ba con rồi tay cây số bạc tiền thì mẹ biết liệu làm sao. Mà hãy an tâm viết một cái thơ để cho con đem mây qua đó thử kèm. Vì con nghi quen lại với anh Luân. Đúng rồi. Thì thế nào con thua tiếp cũng xong. Còn tiền quá. Cách nào để rồi con sẽ liệu ly khách biến quyền. Con ơi mẹ bây giờ tâm trí cũng như là điên dậy tôi tiền. Mọi việc cái gì mẹ cũng trông cậy vào một tay con. Được rồi má yên tâm đi. Bây giờ má vào phòng má viết liền một cái thơ. Má viết vắn tắt, má viết cho mau mau để ba con về thì nguyên. Má đi rồi con đem đi. Má cầm cái thơ để má vô đây con ơi. Má đi bây giờ ba con mãi được thì chết. Má vào phòng để má viết cho mau mau nha má. Để lại đi con, để ba con về. Quá trời quá đất đường quá lớn đắp lại đi sống lên sống xuống rầu quá rồi. Ba nghe ba con. Con mới về hả? Dạ thưa ba con mới về. Ừ, có thẳng về không? Dạ thưa ba. Nhà con bị bệnh viện đó ba. Nhà con nói thôi để ngày chủ nhật á, nhà con nghỉ đi bắn. Nhà con về đi chơi trọn ngày. Chứ bây giờ về đi rồi lát nữa nó đi làm việc cái. Ba nghe ba con. Con mới về hả? Dạ thưa ba con mới về. Ừ, có thẳng về không? Dạ thưa ba. Nhà con bị bệnh viện đó ba. Nhà con nói thôi để ngày chủ nhật á, nhà con nghỉ đi bắn. Nhà con về đi chơi trọn ngày. Chứ bây giờ về đi rồi lát nữa nó đi làm việc cái không có vui đó ba. Ba, sao bữa nay ba đi đám định ba về sớm vậy ba? Ra nó nực quá, ba về ba tắm. Dạ. Rồi lát ba trở lên ba đánh tứ sắc chơi. Dạ. Nó hương chứ con mời quá trời quá đất đi. Dạ. À, phải có thẳng về cái rồi con với thẳng đi theo ba lên coi đám cúng đình. Dạ. Năm nay cung lớn lắm. Dạ ba. À, có rước đám hát lại đó, hát nhậu cúng thần. Dạ ba. À, hát hát tuồng gì ba? Hát tuồng Tiết Đinh Sang đi cầu phàn lê quê. Dạ hay lắm. Hay ba. Lắm. Hương chức nói cái đoàn đó hát hay lắm đó. Dạ. Chứ ba rầu mà coi mà lát ba chóng mặt ba chịu có nổi. Mà coi hát cho đàng hoàng ba thưởng à. Ba dạ. Thưởng đàng hoàng. À, bây giờ ha, để ba tắm ha. Dạ. Ba tắm xong rồi cái lát cái con. Ờ à, mà con có gặp má con chưa? Dạ dạ thứ ba con gặp má con rồi. Má con mới chạy đâu đằng sau này ba. Vậy ha. Dạ. Nè mà ba tắm xong rồi ha. Dạ. Mà lát ở trên đình nó có ai xuống hỏi ba con. Dạ. Biểu về về. Dạ. Lát ba tôi lên sao đó rồi cái lát ba dẫn con với má con lên coi Tiết Đình Sang thì cầu phàn lê quê. Dạ. Thôi đi bài tắm ha. Dạ má. Hả? Sao ba bận trở ba đội ngay ngắn rồi ba đội gì kỳ vậy ba? Ủa đội gì đội, tao thảy lên rồi nó dính đâu nó dính chứ đội cái gì. Ba thiệt á. Đi lát đi với ba coi hát Tiết Đình Sang đi cầu phàn lê quê ha. Má viết xong rồi con. Má đưa cái thơ kia con cất luôn con cho má nha. Con cất cho má. Bây giờ má yên tâm, má đừng có lo gì hết. Má lo lắng quá rồi, cái lộ chuyện là nguy hiểm lắm nha má. Mà để con lo. Cái mớ của con đây đâu rồi má ơi. Má. Bây giờ ba con có ra hỏi con á thì má nói con về rồi nha. Rồi mọi chuyện mà để con lo hết má. Má đừng lo gì hết nha, má yên tâm nha. Người ta giữ một con má, má đừng nói lớn ba con nghe. Má lắc con đi nha. Trả lời con lo. Dạ, cảm ơn cho má con.